khởi tâm từ với hết chúng sanh hay không? Hay đó chỉ là pháp tu vì khi con thấy người làm việc ác hay làm việc bất thiện, con không khởi tâm từ được với họ, nhưng con cũng không nói chửi rủa gì họ hay hại họ gì cả. Chẳng qua khi con thấy những việc ác như sát sanh, trộm cướp, thì trong lòng con không được vui vì con thấy tội nghiệp. Con biết rằng chúng sanh có nợ với nhau nên mới đòi mạng nhau, nhưng bằng con mắt phàm phu con thấy tội nghiệp cho những người lương thiện hơn là người ác. Vậy sư cho con hỏi, tâm con không vui khi thấy người làm việc ác thì con có làm gì sai không? Con không muốn kết oán thù với chúng sanh, nhưng khi con thấy nhiều việc bất thiện với những việc ác, con lại khởi tâm thương người thiện hơn là người ác. Con làm vậy có sai pháp tu không, hay là con phải yêu thương rải tâm từ với tất cả dù đó là người ác? Sư nói rồi, mới nói hồi nãy, trong những trường hợp mà chúng sanh làm ác thì quý vị không có rải tâm từ, bởi vì rải tâm từ nó đi sai nha, nó sai. Trong những trường hợp đó quý vị phải rải tâm bi nha. Đấy. Và nãy giờ sư nói rồi đấy, thương chúng sanh họ làm, họ đang phải chịu cái quả báo, họ đang phải chịu cái quả ác, và thương chúng sanh đang tạo cái quả ác. Nhờ như vậy đó quý vị phát khởi cái lòng bi mẫn với chúng sanh. Ai thực hành được tâm từ thì người đó sẽ thực hành được tâm bi ha.